Nhà triết học Immanuel Kant từng nhận định, vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của thiếu nữ, mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình. Khi bàn luận về sự xấu đẹp, chúng ta thường thừa nhận nó phụ thuộc vào thế giới quan của mỗi người, khó nắm bắt, khó định hình. Thế nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì ngành thiết kế đã không trở thành ngành công nghiệp tỷ đô hiện diện trong mọi lĩnh vực, từ công nghệ, kiến trúc đến thực phẩm, thời trang, hoạt động xã hội. Ngày hôm nay trong mục Tech Explains, hãy cùng bàn luận với chúng tôi thiết kế số đã khơi gợi cảm hứng về cái đẹp, ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta ra sao và truyền tải thông điệp như thế nào. Các bạn có biết rằng những nhân vật hoạt hình đáng yêu như thế này thường được các nhà thiết kế ưu tiên sử dụng đường cong và đường tròn, hoặc những hình khối mập mạp đáng yêu trong thiết kế của mình, hoặc những thương hiệu đồ ăn nhanh như thế này thì thường được các nhà thiết kế ưu tiên sử dụng màu vàng và màu đỏ trong thiết kế của mình với mục đích là để kích thích sự thèm ăn và tăng huyết áp. Vâng, nếu mà không có những cái lời giải thích của Linh thì Triều hoàn toàn không nhận ra là những cái thiết kế này đã ảnh hưởng rất là lớn đến người dùng như vậy đâu. Vâng, và đây là Nguyễn Mai Linh, một chuyên gia thiết kế đồ họa, người sẽ cùng đồng hành với chúng ta để giải mã sức mạnh của thiết kế số. Theo Mai Linh thì điều gì tạo nên một thiết kế tốt? Và một designer thì cần những cái gì? Sự sáng tạo này, hay là chuyên môn cao, hay là khả năng đọc vị tâm lý người dùng? Có rất nhiều điều để tạo nên một thiết kế tốt. Tuy nhiên thì có một điều mà mình vẫn luôn tâm đắc từ khi mà mình mới bắt đầu thiết kế, đó là sự hợp lý. Đấy là hai từ mà mình cần nhất. Và đó cũng là hai từ mà mình cũng như các bạn designer khác theo đuổi hàng ngày để có thể đạt được cái yêu cầu đó. Mình cần phải hợp lý ở trong thẩm mỹ, mình cần phải hợp lý ở trong các yêu cầu. Và mình quan trọng nhất là mình cũng sẽ phải hợp lý trong nội dung. Mỗi một người designer là một nghệ sĩ. Họ cũng có các cái nhu cầu muốn khẳng định bản thân của mình. Chuyên môn cao là cái yếu tố mặc định mà bọn mình cần luôn luôn phải có rồi. Tuy nhiên thì cái việc là sáng tạo hay là đọc vị tâm lý khách hàng thì bọn mình sẽ phải tìm được cái sự cân bằng giữa hai cái đó. Bọn mình sẽ phải biết tiết chế bản thân của mình trong cái sự sáng tạo. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo được những cái yêu cầu, những cái quy tắc mà khách hàng đưa ra. Vậy thì Mai Linh thích cái phong cách thiết kế nào? Và tại sao Mai Linh lại theo đuổi cái phong cách thiết kế đó? Nó có những cái gì ưu điểm và nhược điểm so với những cái phong cách khác? Đối với tính cách của mình thì mình khá là trẻ trung. Mình thích những cái điều mới, những cái sự tươi mới. Mình thích nó màu mè một chút. Mình thích những cái hình minh họa, tạo hình, hoặc là mình đặc biệt là thích phim hoạt hình nữa. Vì vậy là những cái thiết kế của mình nó cần phải mang rất là nhiều màu sắc, hoặc là có thể có rất nhiều minh họa. Ngoài ra nữa thì cái thiết kế của mình cũng phải đảm bảo được cái tính công nghệ. Quan điểm cá nhân của Mai Linh thường những sử dụng những cái thủ thuật hay là những cái phong cách sáng tác như thế nào để thu hút được người dùng? Ở trong thiết kế nói chung thì bọn mình sẽ có một cái gọi là quá trình nhận thức thị giác. Thì cái quá trình nhận thức thị giác này nó sẽ được đi qua ba cái quá trình. Một là khi mà bạn nhìn vào một bản thiết kế, khi mà con người bình thường nhìn vào một bản thiết kế thì mọi người sẽ nhận thức thứ nhất là từ hình khối, sau đó các bạn mới có thể nhận thức được màu sắc, rồi cuối cùng nhận thức được nội dung, tức là những cái chi tiết khác. Thì mình sẽ lợi dụng cái quá trình nhận thức thị giác đó của một người bình thường để mình thiết kế. Mình sẽ đi từ những hình khối và cuối cùng thì mình mới đưa thêm nội dung. Bắt buộc những cái hình khối hay là những cái màu sắc của mình nó cần phải đạt được một cái yêu cầu, đó là sự gần gũi. Nếu mà bản thiết kế của mình không tạo được cái tính gần gũi thì nó rất là khó để có thể chạm được đến nhiều người. Thiết kế có thể thay đổi thế giới không? Có làm thay đổi nhận thức của nhân loại? Thiết kế có phải là nghệ thuật? Giá trị của thiết kế có nằm ở việc thỏa mãn nhu cầu, đức tin, văn hóa của người dùng? Thiết kế số có phải là tương lai khi nhiều tập đoàn đang hướng tới một metaverse? Tất cả câu hỏi trên đều có chung một câu trả lời là có. Chắc hẳn, xem những hình ảnh vừa rồi, nhiều người trong chúng ta đã bật liên tưởng tới rất nhiều sản phẩm, dịch vụ, nhận diện quen thuộc trên mạng xã hội, internet và truyền hình. Đó chính là một phần sức mạnh của thiết kế kỹ thuật số, cảm hứng của xã hội tương lai. Linh này, Linh có thể chia sẻ một vài ví dụ mà những thiết kế kỹ thuật số đã ảnh hưởng đến người dùng toàn cầu không? Các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái poster khá là đơn giản, không có quá nhiều tạo hình. Ở trong này chỉ có chữ cũng như là sử dụng màu sắc thôi. Tuy nhiên thì đây là một cái ấn phẩm mà nó có thể đạt được cái mục đích mà nó muốn đưa ra, đó là cái nội dung cũng như cái thông điệp. Ví dụ như là đây mình có thể kể đến có một cái yếu tố ở trong thiết kế đồ họa, đó là đường dẫn thị giác.
Các bạn có thể nhìn thấy là ở đây chúng ta có thể đọc từ chữ chi sang chữ ca sang chữ go. Mình không thể đọc theo một cách khác thì vô hình chung nó sẽ tạo ra được một cái đường dẫn thị giác. Ngoài ra nữa thì nhà thiết kế họ có để một vài những cái nội dung thông tin ở chữ chi, ở chữ ca, ở chữ go để người dùng, người xem họ phải đọc từ cái phần thông tin ở đây cho đến thông tin ở đây và cuối cùng mới đến thông tin ở đây. Thị giác của con người bình thường mọi người sẽ có thói quen đó là đọc từ trái qua phải và đọc từ trên xuống dưới. Đó cũng là cái lý do mà những cái thông tin quan trọng, những cái thông tin cần chốt lại và khóa lại trong cái ấn phẩm này thì người ta sẽ để ở cái khu vực phía dưới ở bên phải. Những cái thông tin bắt đầu, những cái thông tin gợi mở, khơi gợi thì thường người ta sẽ để ở cái khu vực phía trên bên trái. Với con người bình thường thì mọi người sẽ có cái thói quen đó là chúng ta sẽ nhìn vào những cái thứ lớn, sau đó thì chúng ta mới nhìn vào những cái thứ nhỏ. Đó là lý do vì sao mà khi mà các bạn nhìn qua vào cái ấn phẩm này chỉ cần khoảng 3 giây thôi, các bạn không quan tâm đối với những cái chữ nhỏ mà các bạn chỉ quan tâm đến chữ Chicago. Mình chỉ có 3 màu thôi, đó là đỏ này, trắng này và đen. Trắng và đen là hai cái màu vô sắc. Bình thường thì với những cái màu vô sắc như vậy thì con người sẽ ít để ý và ít tập trung vào những cái màu sắc mà nó có sắc độ hơn, như là những cái màu đỏ như thế này. Linh có cảm thấy là trong tương lai thì trí tuệ nhân tạo có thể đưa ra những cái thiết kế mà ấn tượng hơn cả con người không? Thực ra thì không cần phải để đến tương lai đâu, tại vì bây giờ cũng đã có rất nhiều các phần mềm. Mình chỉ cần đưa ra những cái yêu cầu của mình bằng lời nói hoặc là một vài lựa chọn về mặt hình ảnh thôi là cái phần mềm đó đã đưa ra cho mình những cái sản phẩm thiết kế mà như con người bình thường bọn mình làm rồi. Và thậm chí là thật sự là cũng đẹp. Thế nhưng tuy nhiên thì một ví dụ đơn giản đi, mình có màu đỏ. Với phương Đông chúng ta thì màu đỏ là một cái màu rất là may mắn đúng không? Một cái màu cực kỳ may mắn. Và cũng là một cái màu đem lại cho mình những cái phú quý. Nhưng mà ở trong phương Tây thì họ không quan niệm như vậy. Ở phương Tây thì họ quan niệm màu đỏ là màu của bạo lực, màu của máu, màu của những cái sự thu hút và đam mê. Đó, thế nên là với những cái sự khác nhau như vậy là chỉ có thể con người mới có thể cảm nhận được những cái sự khác nhau. Và họ phải đi qua rất nhiều nền văn hóa, rất là nhiều các cái khoảng thời gian thì họ mới có thể cảm nhận được những cái đó. Vâng, như vậy là con người và máy móc như Linh nói thì sẽ luôn phải đồng hành cùng với nhau, kể cả trong tương lai, đặc biệt là trong ngành thiết kế kỹ thuật số. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Nguyễn Mai Linh đã tham dự chương trình Sống Kết Nối ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, mặc dù sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm siêu sale ngày 11 tháng 11 vẫn còn tiếp tục kéo dài cho đến hết ngày hôm nay. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã kịp sưu tầm mã giảm giá để sắm sửa cho mình nhiều sản phẩm với mức giá ưu đãi. Qua những ngày hội mua sắm trực tuyến như siêu sale 11 tháng 11, thương mại điện tử ngày càng tiệm cận với nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, việc mua sắm trực tuyến đã dần trở thành một thói quen của không ít người dân. Thưa quý vị, miễn phí vận chuyển, mua một tặng một hay giảm giá kịch sàn lên đến 50%. Đây chính là những ưu đãi mà các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hay Tiki đưa ra trong ngày lễ siêu sale 11 tháng 11. Ngay từ tối qua thì Lazada đã tổ chức sự kiện trực tuyến quy tụ nhiều cái tên đình đám của làng giải trí để hưởng ứng dịp lễ mua sắm này. Các sàn thương mại điện tử khác như Shopee hay Tiki thì cũng có những livestream đồng hành cùng với sự kiện. Bắt đầu từ đêm hôm qua thì nhiều người đã săn sale vào các khung giờ vàng để có thể mua được sản phẩm với mức giá ưu đãi nhất. Trước ngày lễ siêu sale 11 tháng 11, chị Quyên đã thêm vào giỏ hàng những món đồ mình muốn mua, đồng thời sưu tầm thêm mã giảm giá để mua được sản phẩm với mức giá ưu đãi nhất. Vào đêm hôm qua bắt đầu khi mà bước sang ngày 11 tháng 11 thì mình cũng đã săn khoảng 56 sản phẩm. Và mình nghĩ là trong ngày hôm nay thì mình cũng sẽ dành một chút thời gian nữa để săn sale tiếp, bởi vì nó cũng có rất là nhiều khung giờ. Không chỉ chị Quyên, săn sale trên các sàn thương mại điện tử và những ngày lễ mua sắm cũng đã trở thành thói quen của nhiều bạn trẻ. Tất cả những cái bạn bè xung quanh mình ấy, mọi người đều kiểu náo nức săn sale những ngày này ấy, để làm mình cảm thấy là cũng có cái không khí hào hứng và mình cũng muốn săn sale. Là sàn thương mại điện tử số 1 trong bảng xếp hạng các sàn tại Việt Nam, theo báo cáo của iPrice Group, Shopee đã thu về nhiều con số tích cực trong ngày hội 11 tháng 11. Theo số liệu do Shopee cung cấp, chỉ trong 5 phút đầu tiên của ngày 11 tháng 11, 11 triệu sản phẩm đã được bán ra. Số lượng người dùng truy cập trong vòng 2 giờ đầu của siêu sale nửa đêm tăng 5,5 lần so với mức trung bình của ngày thường. Sắc đẹp, điện thoại, phụ kiện, nhà cửa và đời sống là những danh mục sản phẩm được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhất.
Trong khi đó, đại tiệc âm nhạc Lazada Super Show 11 tháng 11, một ngày show to, tiếp tục là hình thức mua sắm kết hợp giải trí, khi thu hút hơn 26 triệu lượt xem với số đơn hàng tăng gấp 20 lần. Chúng tôi cũng đã liên tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác thương hiệu và nhà bán hàng, bảo đảm rằng những cái mặt hàng này luôn có sẵn và dễ tiếp cận với người tiêu dùng. Có những cái nhiều chương trình hoạt động ưu đãi mỗi tháng như là chương trình 11 tháng 1 siêu sale, sale giữa tháng. Các bạn thương mại từ Lazada cũng như Tiki, cái đó thì họ đánh giá là cái sức mua trong những chương trình trong ngày vẫn rất lớn. Siêu sale 11 tháng 11 là một trong những lễ hội mua sắm lớn nhất dịp cuối năm trên các sàn thương mại điện tử. Vì vậy, đây được kỳ vọng là sự kiện ghi dấu sự kết nối ngày càng mạnh mẽ giữa người tiêu dùng và các doanh nghiệp thông qua nền tảng trực tuyến. Các số liệu về giá trị và số đơn hàng chốt thành công của năm sau luôn ghi nhận vượt năm trước. Theo báo cáo trách nhiệm số do Google vừa công bố cho thấy những thói quen xấu khi sử dụng Internet là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tổn hại về dữ liệu cá nhân như chia sẻ, tái sử dụng mật khẩu cũ và sử dụng mật khẩu có thể đoán được. Tại Việt Nam, 98% người được khảo sát có thói quen chia sẻ, tái sử dụng mật khẩu cũ và sử dụng mật khẩu có thể đoán được. Đây là tỷ lệ cao nhất so với 94% trung bình trong khu vực và tăng 2% so với trước đại dịch. 90% người được hỏi tại Việt Nam sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều trang web khác nhau, so với 81% trong khu vực, với gần một nửa thừa nhận sử dụng lại mật khẩu cho tối đa 10 trang web. Chính những thói quen này khiến Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có nguy cơ cao về an toàn thông tin khi mua sắm trực tuyến.